Nguyễn Thành Tuấn, đối tượng cầm đầu gây ra nhiều vụ trộm két sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào thời điểm cuối năm 2015, đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Phú Yên bắt giữ. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2015, Nguyễn Thành Tuấn đã cùng Quách Bạch Thủ, Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Văn Cường cùng trú ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai gây ra 3 vụ trộm két sắt tại Phú Yên. Tài sản các đối tượng trộm cắp được gồm vàng và tiền mặt với ước tính trị giá gần 400 triệu đồng. Qua điều tra, Công an tỉnh Phú Yên xác định các nghi phạm và tiến hành bắt tạm giam Quách Bạch Thủ, Nguyễn Văn Cường, riêng Nguyễn Thành Tuấn và Nguyễn Hữu Phát bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó, Phát đã ra đầu thú.